Ôi rồi rồi, lấm lấm. Vô cá bự các bạn, công cặn luôn. Các bạn thấy thấy là sao? Rồi các bạn nói tôi câu cá nuôi cái đồ, tôi nghiệp tôi lắm nghe. Tôi dính con cá gì dữ lắm mà. Trời ơi rồi dữ lắm rồi. Trời ơi cái cần của tôi. Nè má ơi, ôi ôi. Nó cầm nè bạn. Ôi cá chép. Cá chép nấu lên đây ăn luôn bạn. Thì được chào bạn, mới lậu ở đây mệt quá bạn ơi. Nó xỉu luôn kìa. Mà gió, sóng gió tùm lum lên kìa nè. Rồi giờ anh em cũng bị xuống bè thôi, chắc được nè, đánh điều hồng bạn. Có hai ba người ngầu câu nhóc đắng các bạn. Đó, nhà đắng. Rồi dưới gốc nữa nữa. Rồi xin chào anh em nha. Trời ơi, thấy cá he lợi quá trời luôn kìa các bạn ơi. Cá he, cá mè lợi quá trời luôn kìa. Ôi các bạn ơi, mày dinh khủng. Trời ơi, chặt lắc trời. Ăn quá trời luôn, ngay góc luôn. Ồ, cái mày dính lên luôn các bạn. Này còn dính cái chép luôn mà. Ôi, mày dính lên nó. Nó chê mọi mình. Dính. Cái gì đâu, ôi, ôi, điều hồng bự quá. Ơi, chơi kỳ bạn ơi, cây càng yếu nha. Càng nhỏ nha. Trời ơi, con nửa ký không ạ. Rồi đó. Rồi gần của mình nè. Không chứ u luôn bạn. Trời ơi. Giờ tụi này quả còn dưới mười mấy con dưới á. Mấy chục con luôn kìa. Thôi ôi ôi. Thôi sức bạn rồi kìa. Đủ cá luôn. Đủ cá luôn các bạn. Còn mồi mà sức đi á. Cái mày dinh cái đồ quá. Quá trời luôn bạn. Ừ. Đừng để động lỗ ổ cá của tao đi nhẹ nhẹ đó nghe. Trời ơi đủ mẹ cá bự không dính nó nhỏ mày. Đi nhẹ nhẹ nó đi nhẹ nó đi. Cái mày dính lùm lum không bạn. Không gút mày. Chơi lượng lượng ăn nổi không mày. Lúc hả? Trời ơi, xảy tức quá quý vị ơi. Các bạn ơi, coi kìa, các bạn ơi, chết tôi rồi. Chết được miền Tây chuyến này rồi các bạn ơi. Ok. Thanh thằng ơi, các bạn thấy không? Rồi các bạn thấy là sao? Rồi các bạn nói tôi câu cá nuôi cái đồ, tôi nghiệp tôi lắm nghe. Tôi dính con cá gì dữ lắm mà. Trời ơi rồi dữ lắm rồi. Trời ơi cái cần của tôi. Nè má ơi. Ôi ôi. Nó cầm nè bạn. Ôi cá chép. Cá chép nấu lên đây ăn luôn bạn. Rồi rồi để được. Bỏ vô túi gửi các bạn. Cá chép kìa. Ôi ôi cá chép nó 600 gram bạn. Chơi với cần 2 mét này của mình nè. Đó mày hả mày. Rồi lên đó bạn. Ôi ôi rồi, lấm lấm. Vô cá bự các bạn, công cặn luôn. Trời hên quá, xảy trong lưới, đừng có ra ngoài nha mày. Trong lưới các bạn. Mình bắt mấy bạn tắt máy nha. Dinh không ăn các bạn. Chơi dế mình rồi. Đang thấy ăn nẩu không người kìa. Trời ơi. Cá chép nó mất tích thích bạn rồi, quá trời luôn. Chúng mình được hồng khủng đó các bạn. Đó. Lên lúa bạn bữa hổm được câu đây có bụi lục bình đó bạn nhớ không. Đó, câu đây có bụi lục bình bữa hổm nè.
luôn, mấy con chọc bá luôn nha các bạn. Lên lên lúa lên lúa lên lúa. Ôi ôi nó mập rồi bạn. Được chưa? Sướng nha bạn. Chặt quá luôn. Mấy con chạy dưới nữa. Cò lĩa dưới nữa. Nhưng mà nó hơi xấu tí xíu bạn ơi, giờ thôi. Ba cái gác mà xong cái nó dạt vô đây nó không có trâu. Con bồ dế kìa các bạn. Thôi rồi vô bánh này. Vô rồi. Ơi, đừng sảy các bạn. Ơi, đừng sảy nha. Hàng khủng nha. Hàng khủng còn có tí xíu mép rồi bạn. Trời ơi. Xém sảy rồi bạn. Xém sảy nha. Trời ơi, có cái bản của quả rồi. Ghê không? Tiếng lay trong bàn. Ơi, nó, thấy chưa? Rõ ràng chưa? Dính cái mép. Đó xíu à. Nhờ được biết rõ các bạn. Đó, bạn thấy chưa? Chờ bá nha. Mà bắt con bự hết còn mấy con nhỏ. Từ 9 tới cái chục con bự các bạn. Rồi chuẩn bị được rồi cũng khoảng 5 cái 6 kg rồi đó. Bị thấy đã rồi không? Câu ngoài lỗ bèo mà xong rồi. Là cho ăn cái cá nó bu lên. Mê phê trời ơi, bả nút hết mồi mình đó. Bạn câu dế nó đỡ bị phá mồi hơn các bạn. Trời ơi làm bóp luôn giật kìa. Cái nhỏ mà mấy cái bự nó kêu chưa hết thấy nó luôn rồi dính. Ôi ôi vừa nói luôn. Oh man, hiểu bạn ghê cằn của mình đâu bạn. Ôi ôi nó cong chữ u luôn má ơi. Đấy, lên cá nữa nghe bạn, được học chà bá nữa nha. Lúc
chìm pha luôn, lắc bạn cái gì nữa. Sẽ quay cá cho bạn xem nha. Tại sao nó hết dế là do cái này đâu bạn. Đó, thấy ghê chưa? Vậy thấy ghê chưa? Chào bộ. Một bình gính luôn các bạn. Bình gính màu rộng luôn nha. Có con cá chép nữa. Chưa được nãy giờ chưa xuống cần máy luôn bạn, câu bằng tay không? Thôi các bạn, sát dính lần hai con các bạn. Dính con bự không như con này nó đã nè bạn. Thôi rồi sẽ lấy gọng ra đây gỡ cá rồi. Thế mình bỏ vô bọc biển dế này luôn nhé. Cá này nghĩ cần mình đó nữa. Đang quay em nó câu cá bạn, câu cá mà không cần cái tay quay luôn bạn. Quá sốc mà bạn thấy chưa? Nghĩa là dính con cá vô rồi cầm cái dây phân này kéo lên bạn. Mà dính cá chép anh kéo lìa rồi. Đi rồi bạn. Có dính kìa. Có dính kìa. Con mày kìa. Bự không sưng. Sưng lên chép nữa vị ơi. Sưng cầu quá. Còn phải chơi đây nữa các quý vị ơi. Dính không? Không. Phăng lên. Đi được quay căn cảnh cho anh em xem nè. Có con cá chê lên nữa nè. Nó giờ được đang canh cá tiếp nha các bạn. Bữa nay được đi mình không có cần thủ sưng, có sưng theo sớm giật cái đôi hồng chung với mình chắc bảy bọng luôn bạn, bảy gọng luôn bạn. Rồi được giật nãy mà không mớ cá luôn, mớ cá luôn. Cái này cũng như sóng gió vậy bạn, thấy không, đùng đùng nữa. Thank you.
sóc. Còn cá gì lắc rồi, ghê. Đứng hai chiếc trụ. Rồi rồi, con bự rồi, không biết thứ gì đây nha. Cá chơi bự nữa các bạn ơi. Thôi không cần rồi. Ui. Chạy lại đây ơi. Cho nhỏ nó kéo dây vô bạn ơi. Cầm con dây thẳng cá lên cái miếng lưới rồi mà này. Rồi cầm con dây thẳng lên lưới. Rồi, mày lấy cái khăn chụp vô con cá, gỡ cá luôn rồi. Chụp vô. chụp chặt vô nó không xảy được em. Trời ơi, nó tán cái ụng luôn mà. Sợ vô cá luôn rồi ba ơi. Vô cá luôn rồi, nó không lử dính khăn nữa không. Dòng sống. Rồi cái gọng cái bên em luôn, cặp chặt cá rồi nha. Chưa tại chạy lử thôi. Cầm con dây gì cặp cá ở. Quá sóng gió rồi các bạn. Gán đứng trụ đứng tắn vậy bạn. Sách bột mà mẫu thức ăn dữ ở đây luôn rồi Phát. Thức ăn dữ luôn. Thôi, chơi quá đây. Không chạy luôn mà chúng đi đâu mà thốn rồi. Không chạy luôn rồi, nó đây mới chạy được. Đó, còn nó chơi nữa nha các bạn. Nó chơi nhà bè nha các bạn. Lên sóng nước rồi. Trời ơi, sảy mày. Còn những cái nhỏ mà mấy cái bự nó kêu chưa. Nó thấy nó luôn rồi. Dính. Trời ơi, vừa nói luôn. Oh man. Yếu bạn. Ghê cằn của mình đâu bạn. Ôi dồi, nó cong chữ U luôn má ơi. Đấy, lên cá nữa nghe bạn. Được học chào bá nữa nha. Rồi. Rồi, bạn lên cá rồi bạn. Cái gì đây? Cái chép. Chép mới đẻ hôm qua các bạn ơi. Mình nãy mình câu cái chơi trong kẹt này mới đã các bạn. Nó nghe cái mùi mình câu bớp bớp mồi nó rớt rớt này đảo rồi nè. Giờ được cũng chào vị bọn bạn nha. Giờ cũng chiều rồi. Các đội chắc cũng chuẩn bị về các bạn ơi. Cũng chiều rồi. Giờ sẽ lấy bọc cá rồi chuẩn bị về nha. Hôm nay mai mình xuống còn cá nữa để quay tiếp cho vị xem nó nha vị. Hương nến thì đồng hương này nói chung là chúng ổ. Thôi ôi con cá chép bự à đó, còn đó nãy lên dàn quét luôn. Trời ơi tuốt gì đấy cũng sống với đi rồi lên trên này á, lên trên hết cái gan mà nặng quá. Tiễn mấy con nhỏ thả rồi bớt mà nước thả bỏ lên rồi. Rồi đi chưa sao vậy bạn. Nặng quá sức dạng nổi như từ xa. Rồi xin chào anh em nha. Hôm nay chúng nằm. Đây.
nó bảo sao không mê không ghiền như được bạn. Nó chép bằng gừng tay luôn. Lưng tròn do u nu nút. Rồi chào quý vị nha. Mới bẻ xài bạn. Thì mấy cái xài nó già già mà còn nguyên luôn bạn. Người ta bỏ. Ta nhỏ quá ta bỏ ta không bán bà lụm về này mình bầm xài ăn ngon mà. Thấy không? Sớm được đi ngang là xài chín nhiều lắm. Ông Út mình kêu mình ăn hay xài của người quen. Hầu được lụm mấy trái này về chấm cái kho ăn mà. Trời ơi. Già trái anh bành thì không mà bỏ đâu mày. Ở vườn đó đó. Xài chín nữa rồi.